Xoa ba huyệt này ngủ thẳng giấc tới sáng. Thật tiếc khi anh có hàng nghìn học viên mà không biết tới ba huyệt này. Bởi vì tập yoga thì đã giúp ngủ ngon rồi, nhưng ba huyệt này khi chúng ta tác động hàng ngày còn giúp cho giấc ngủ mình sâu hơn nữa và có một đêm vô cùng tuyệt vời. Ôi, hay thế. Thế chỉ cho anh đi, chỉ cho anh đi. Nhiều học viên của anh bị đau đầu khó ngủ nhiều lắm. Chỉ cho anh nhé. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với huyệt đầu tiên nhé. Huyệt đầu tiên chúng ta tác động đó là toàn bộ phần huyệt ấn đường phía trước. Ở phần huyệt này thì sẽ được xác định như sau này. Chúng ta sẽ dùng ngón tay trỏ này để từ dưới sống mũi đưa lên vị trí nằm giữa hai đầu lông mày. Và ngay lập tức phần đầu ngón tay mình sẽ cảm nhận độ lõm nhẹ. Đúng rồi, sau đó chúng ta sẽ nhấn ở đây từ 3 cho tới 5 lượt. Sau 5 lượt rồi thì chúng ta kết hợp cùng với hơi thở và xoay tròn nhé. Tiếp tục, huyệt thứ hai đó là vị trí huyệt thái dương. Và huyệt thái dương này thì chúng ta sẽ bắt nguồn từ huyệt đầu tiên, đó là đi từ phần huyệt ấn đường này. Mình sẽ dùng hai ngón tay trỏ này đặt phía trên đầu lông mày, rồi miết một đường mạnh qua đầu lông mày tới thái dương, xoay 3 vòng. Xoay 3 vòng thì chúng ta sẽ đẩy vòng lên trên này, vào trong này, xuống dưới này. Sau 3 vòng rồi mình sẽ lặp lại 3 lần như vậy nữa. Lần thứ hai sẽ từ huyệt ấn đường này đi qua đầu lông mày, miết sang thái dương, xoay tròn này. 1 2 3. Và tiếp tục lượt thứ 3 cũng vậy nhá. Từ đây đẩy lên này, xoay tròn. Tại huyệt thái dương này sẽ giúp cho chúng ta giải tỏa toàn bộ sự căng thẳng của toàn bộ thần kinh. Sau một ngày dài chúng ta làm việc bị căng thẳng thì huyệt thái dương sẽ lưu thông rất tốt. Và tiếp tục huyệt thứ 3 đó là huyệt bách hội. Huyệt bách hội này thì nằm ở phía trên phần đỉnh đầu. Rồi, mình sẽ dùng lòng bàn tay trái này quắp chặt lên, đặt lên phía trên đỉnh đầu thì tại đây là vị trí cao nhất của phần đỉnh đầu của mình. Tiếp tục mình sẽ dùng ngón tay phải, ngón trỏ và ngón giữa luồn sâu vào trong chân tóc. Rồi, sau đó chúng ta sẽ đẩy lui về phía sau khoảng 1 phân nhé. Ngay lập tức mình sẽ thấy phần rãnh chia đầu làm 2 phần. Thì mình sẽ không dùng đầu móng tay mọi người nhé, hãy dùng đốt ngón tay này. Rồi, đặt áp sát lên bề mặt da. Lòng bàn tay trái của mình sẽ đặt lui phía bên trên này. Rồi chúng ta nhấn mạnh, giữ 3 giây, tiếp tục xoay tròn 5 vòng, sẽ đẩy các đầu ngón tay sang trái, về trước, sang phải, về sau. Rồi, 5 vòng như vậy sẽ giúp cho chúng ta cảm nhận tăng sinh nhiệt nóng toàn bộ vùng ô đầu và giải tỏa sự căng thẳng của toàn bộ vùng đầu nhá. Anh thấy dễ chịu không? Và dễ thực hiện không? Ôi, thực hiện xong rất là dễ chịu, rất là thoải mái luôn đấy. Cô chú anh chị các bạn mà đang tập yoga với Kim Ba rồi thì lưu lại bài này lại nhá, để chúng ta thực hiện vào mỗi tối. Và nếu mà chúng ta muốn có một cái kỹ thuật về massage xoa bóp nào để cải thiện bệnh lý sức khỏe thì cô chú có thể comment ngay bên dưới để cô giáo Linh Lưu sẽ chia sẻ trong video tiếp theo. Linh Lưu và Kim Ba xin chào, hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.